Mà tôi 3 tuổi hả? Phải không? Tôi nhớ ơn. Rồi bây giờ Thảo hãy chúc mừng sinh nhật cho anh nào. 1, 2, 3. Thôi bây giờ happy birthday thường quá. Thảo hát một bài nha. Tặng mọi người được không? Thảo biết bài happy birthday không? Vâng, quý vị và liên tục chương trình đã thay đổi không khí. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng cho một tràng pháo tay thật to dành cho nữ ca sĩ đã từng thi rất nhiều chương trình đờ bó nhí, giọng hát việt nhí, vượt qua vòng nào hoặc không không biết. Ngày hôm nay thuê hết 400 triệu về đây phục vụ cho tất cả quý vị. Ủa sao nổi hả? May quá, bà Bảy hát có bài thì bà hát 10 bài là băng cái áo luôn rồi. Đúng rồi.